Cảm động khỉ con khóc thương mẹ già đau ốm. Theo như clip chúng ta có thể thấy một bà mẹ khỉ đã quá già, nó bị ốm yếu đến nỗi ngồi còn không vững. Lúc này chú khỉ to ngồi sát bên là con khỉ cả của bà. Dù nó không nói lên lời, nhưng nhìn ánh mắt rưng rưng nước mắt của nó, chúng ta cũng có thể nhận thấy được nó đang rất thương người mẹ già đau ốm này. Ngoài chú khỉ lớn, người mẹ già còn một chú khỉ con. Còn nhỏ nên chú khỉ con chưa nhận thức được việc mẹ nó đau ốm. Nó chỉ biết ôm chặt mẹ từ phía sau lũng nịu. Nhưng do quá mệt nên mẹ nó cũng không thể quay lại để nhìn đứa con bé bỏng của mình. Được biết, khỉ mẹ đã mất sau đó vài ngày.